Mình đã chờ đợi ngày này suốt 4 năm trời và cuối cùng ngày này cũng đã tới. Thì để giải thích cho tiêu đề của video này, trước tiên là mình cần phải kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình trước kia. Thì vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, đó là ngày mà mình cùng với gia đình của mình đi du lịch ở Mũi Né, Phan Thiết. Mọi người có thể xem qua cuộc vui của mình bên kênh phục trước kia của mình có tên là Long Hunter Vlog. Nhưng mà cái vấn đề đó có liên quan gì đến tiêu đề của video? Thì đó chính là lần cuối cùng mình được đi du lịch. Mọi người cũng biết là trong những năm gần đây thì dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp nên việc đi chơi xa là không có thể. Cộng thêm nữa là gia đình của mình cũng có ít điều kiện được đi du lịch nữa. Thì trong một ngày đầu bỗng nhiên ba mình rủ cả gia đình mình đi chơi, mình cứ nghĩ là trời, chắc chỉ là chở đi lòng vòng quanh cái thành phố này thôi. Xong tự nhiên ba mình nói thêm một lần nữa là cả nhà có muốn đi chơi Đà Lạt không? Mình kiểu what? Chắc là ba mình chỉ nói đùa thôi phải không? Nhưng mà trong một lúc sau thì ba mình đã lấy điện thoại ra và đặt vé xe về Đà Lạt. Mình kiểu wow, cái lần này là thiệt rồi. Thì mọi người biết lúc đó là phải làm sao rồi đó, chuẩn bị hành lý và đi chơi thôi chứ sao. Thật sự lúc đó là mình không thể tin vào mắt mình là mình đã được đi chơi xa. Mình lên xe lúc khoảng 9 giờ rưỡi tối nè, đường đi khá là xa và con đường thậm chí còn quanh co nữa. Nhưng mà may ở chỗ là bác tài xế chuyến xe của mình khá là VIP nên mình đã được đến Đà Lạt nhanh hơn dự kiến. Cái thứ đầu tiên mình cảm nhận được khi mà đặt chân đến mảnh đất Đà Lạt á là cái nhiệt độ ngoài đây rất là lạnh luôn. Lúc mà mình đến Đà Lạt á thì đã là 4 giờ sáng luôn rồi. Các khách sạn mà nhà mình đã đặt trước vẫn chưa mở cửa nên là gia đình mình phải kiếm một cái nhà nghỉ nào đó để mà nghỉ chân tới 6 giờ sáng. Thì cũng lúc 6 giờ sáng đó thì nhà mình cũng chỉ đi ăn ở những cái quán ăn lân cận thôi. Lúc này nhà mình vẫn chưa nhận phòng khách sạn được vì vẫn chưa đến giờ nhận phòng. Nên lúc đó gia đình mình đã đi tour cho hết ngày luôn. Khá là tiếc là trong cái ngày đầu tiên mình ở Đà Lạt á, mình không có ý nghĩ là mình sẽ làm cái vlog này nên mình chỉ đi lòng vòng chụp 3 tấm ảnh thôi. Mình đã đi đến những cái địa điểm như là đồi Trà Cầu Đất nè mọi người. Rồi thêm nữa là cái chỗ gì mình quên tên rồi. Mình đã đi khá là nhiều địa điểm nhưng chỉ toàn là chụp hình thôi à. Mình chỉ có một cái clip duy nhất là mình đã quay, chính là cái đoạn này nè. Đến tối thì nhà mình cũng đi dạo ở chợ Đà Lạt nữa nhưng mà cũng không chụp tấm hình nào hết, cũng không có clip nào hết luôn. Và trong đêm đó, khoảng nửa đêm đó luôn á, mình đã tỉnh giấc và mình đã hối hận là tại sao mình không có quay clip nào để mà cho mọi người coi. Nên là mình rút kinh nghiệm. Tới hôm sau là mình đã sẵn sàng cho cái tour tiếp theo nè. Tour này thì có nhiều địa điểm thú vị hơn tour hôm qua. Thì cái điểm đầu tiên của cái tour này á chính là Zudu, một cái sở thú. Mới bước vào cái chỗ này á là mình bắt gặp ngay những chú ngựa lùn mà khá là dễ thương. Thì mọi người có thể hiểu mà, ngựa thường thì cao cỡ này, còn ngựa lùn thì nó lùn, cái nó thấp cỡ này nè. Tiếp đó là những chú hu sao. Đặc biệt ở chỗ là con này nhìn khá là chiêu mọi người á. Mình ước gì là mình cũng được thoải mái như con đó luôn á. Và đây chính là những chú gấu mèo Bắc Mỹ. Bọn này khá là khôn luôn, du khách đưa thức ăn là nó nhẹ nhàng đưa tay ra nhận thức ăn luôn. Mình thậm chí còn để ý là có hai con bên kia đang cãi nhau nữa kìa. Nhìn khá là buồn cười. Tiếp theo đây là chuồng rùa. Có những con rùa đang nằm chiêu tại đây. Mình thì được phép sờ vào nó, nhưng chỉ được sờ vào phần mai thôi nha. Nếu chạm vào phần đầu nó thôi là nó táp bay cái tay luôn á. Kế bên đó là chú kỳ nhông khá là hiền luôn. Mình thấy là ai cũng sờ mó từ mâm chỗ của nó, nhưng nó kiểu chả có phản ứng gì hết. Bên đây là một chuồng thỏ, rất chi là nhiều thỏ. Và phía bên kia là có ba con đà điểu. Mình vô tình kêu nó và bây giờ nó đứng ở chỗ này. Ba con xếp hàng đây và nó nghĩ là mình có đồ ăn. Nhìn tụi nó cứ mong chờ mình mà mình không có đồ ăn thì mình thấy hơi tội tụi nó một tí. Bên đây là những chú chuột lang nước. Nhìn bề ngoài của nó vậy thôi nhưng mà nó hiền khô mọi người. Sờ thoải mái nó cũng cho luôn. Kế tiếp đó mình được dẫn vào chuồng cừu nè. Ở đây có những chú cừu tinh nghịch. Cũng kế bên đó luôn là mình được dẫn vào một cái chuồng lạc đà không bú. Mình cũng muốn lại gần tụi này chụp hình ghê luôn á. Nhưng mà tụi này cứ né mình không à, mình không hiểu là sao nữa. Chắc là nó ghét mình á. Cũng hên ở chỗ là mình không có khiến cho tụi nó bực mình rồi tụi nó phun nước miếng vào mặt mình. Nếu mà nó có phun á thì lúc đó hơi bị khổ á. Sau khi mình đi xong cái sở thú thì địa điểm bây giờ mình sẽ đến đó chính là vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Và một câu đơn giản để miêu tả cái nơi này là ở đây có rất là nhiều hoa. Ở đây rất là nhiều hoa. Mình còn đi thêm một chỗ nữa chính là Bobby Farm. Ở đây là một cái trang trại dâu và cà chua. Không biết còn trồng gì nó khác hay không á. Mình chỉ tham quan đến đó à. Và cũng như cái tên của Bobby Farm này, mình đã gặp được một bầy cún ở đây. Nơi đây có cả chó to và cả chó lùn nữa, khá là dễ thương. Mình đi lòng vòng còn thấy con chó này khá là xinh nữa nè. Đi hết cái Bobby Farm này thì mình đến cái Fairy Tale Land. Và cứ lòng vòng như thế thì hết ngày luôn à.
Hôm sau là nhà mình đi thiền biển Trúc Lâm, chụp vài tấm hình rồi lúc đó mình đi về luôn. Và yeah, cuộc hành trình của mình chỉ kéo dài tầm 2-3 ngày thôi, nhưng mà như đó cũng là khá là nhiều với mình rồi. Thì đó chính là chuyến đi chơi của mình ở Đà Lạt đó mọi người, chỉ có thế thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này, thì nếu như các bạn thích video hãy cho mình like, mình share và đừng quên subscribe mình và đừng quên cái chuông và bấm đăng ký kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.